Nhìn mắt khảo. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta cùng học bài 2. Đi cửa. Đi ở cửa. 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 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ bận. Máng. Máng. Bạn bận nhỉ máng nhỉ máng anh bận chị bận ngài bận một cách lịch sự nín máng nín máng bây giờ là từ không à ma ma bận không máng mà má máng mà bạn bận không nhỉ máng mà nhỉ máng mà anh bận không chị bận không bà bận không dùng một cách lịch sự nín máng mà nín máng mà bây giờ là cách trả lời rất bận Trước tiên là từ rất Khẩn Khẩn Hãy thử nói rất bận Khẩn máng Khẩn máng Rất bận à Khẩn máng mà Khẩn máng mà Bạn rất bận à?

phần này không chỉ giúp bạn nhớ và luyện phản xạ từ mới mà còn giúp bạn cảm nhận được dần cách sử dụng mỗi từ của người bản địa vì vậy hãy chỉ kết thúc bài sau khi đã hoàn thành phần này nếu bạn không nhớ từ nào chỉ cần nghe và nhắc lại theo người dạy là được